Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho các nữ tu nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các nữ tu tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các chị vẫn là một sức mạnh tinh thần vĩ đại trong giáo hội và trên thế giới. Các nữ tu nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn đang họp tổng hội tại nhà mẹ ở Paris để suy tư về sứ vụ. Các chị cũng sẽ bầu bề trên tổng quyền của tu hội. Đề tài suy tư là Éphatha, hãy mở ra. Đức Thánh Cha nhận định rằng đề tài này thật can đảm và nó hướng các nữ tu đến việc xem xét sự cần thiết phải vượt qua ngưỡng cửa, không mệt mỏi vì tiến đến, gặp gỡ. Ngài nói, đây là đặc điểm ban đầu của các chị. Đức Thánh Cha giải thích, một cộng đoàn gồm những người nữ đi ra và mang tình yêu của Chúa Giêsu đến với người nghèo. Điều này đã đưa các chị đi khắp thế giới, không chỉ hỗ trợ người nghèo trong các tổ chức lớn, các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, trường học, mà còn đến thăm họ để gặp họ ở nơi họ sinh sống, cùng họ tham gia vào con đường của sự trưởng thành nhân bản, thăng tiến cuộc sống, chăm sóc thiêng liêng. Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu, nữ tử Bác Ái, chiêm ngắm vẻ đẹp của ơn gọi của họ. Thiên Chúa đã phó thác những người nghèo, những người được người ưu ái cho các chị. Các chị là những người mẹ, là chị em của họ, chứ không phải là mẹ chồng, mẹ vợ. Ngài giải thích rằng, các nữ tu là mẹ, bởi vì với tình yêu và sự quan tâm dành cho người khốn khổ, các chị đã sinh họ ra với tình yêu Thiên Chúa và mở lại cho họ vẻ đẹp cuộc sống. Là chị em, bởi vì các chị nâng đỡ và đồng hành để họ tìm lại phẩm giá. Trong thời điểm đầy những mâu thuẫn và những hình thức gạt ra bên lề, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các nữ tử Bác Ái có vai trò lịch sử như những người nữ sống một hình thức cụ thể của sự thánh thiện. Đó là đồng hành với những anh chị em là nạn nhân của bạo lực, phân biệt đối xử, giúp các trẻ em, những nạn nhân đầu tiên của sự ngược đãi của người lớn, được tăng trưởng bằng nụ cười, sự quan tâm và tận tụy của các chị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các chị tiếp tục hoạt động để mọi người đều có các quyền cơ bản đảm bảo một cuộc sống xứng đáng, góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, truyền đức tin và các giá trị Kitô giáo cho các thế hệ mới và giáo dục họ quan tâm đến nhau. Đức Thánh Cha nói, có quá nhiều việc phải làm. Thiên Chúa đang kêu gọi các chị đáp lại bằng lòng quảng đại của các chị. Thiên Chúa kêu gọi các chị gặp gỡ, lắng nghe, bước đi trong lịch sử, cùng nhau bước đi để chia sẻ những biến cố của nhân loại.